xin chào các bạn à, hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn à, đây là cây sâm hương cái cây này thì mình được à, mình dâm thì cái nhánh dâm cũng lớn á. thì sau đó thì mình à, được gần một năm á, thì bắt đầu mình mới tiến hành mình à, lọc lọc chi và mình à, uốn chi các bạn thì các bạn có thể thấy thì mình uốn là mình nuôi nuôi thả luôn thì tính à, đến, đến hôm nay thì cái cây này à, từ lúc dâm như các bạn từ lúc dâm thì nó đến gần hai năm gần hai năm và hiện tại hôm nay là cái cây này nó đã bước qua năm thứ tư rồi các bạn với con thứ tư thì các bạn có thể thấy thì cây mình à, mình nuôi mình chuyển qua cái chậu này mình nuôi, sau đó mình chuyển vị trí qua chỗ khác mình nuôi. Rồi mình mình dùng à, tạo xù như nó các bạn năm ngoái thì mình có à, chế keo tạo xù và mình à, tạo xù như nó thì hôm nay thì các bạn có thể thấy này. tổng thể cái bộ tàn này nó đã đẹp và cái được cái đường thân nó đã xù ra rất là nhiều. Đó. Thì nói chung là nó đã sắp hoàn thiện được bạn, chỉ còn một cái đoạn là nhỏ nhỏ là mình đang thả mấy cái kẽm vàng vàng. Đây các bạn thấy cái sù đúng không? Đấy, mình tạo sù nó gần như hết khắp khắp cây luôn. Đặc biệt cây sam hương tạo sù nó rất là đã các bạn, nó không bọc bầm linh tinh như cây mai vàng. Đấy, mình tạo xuống đâu nó nó lên đó, còn đây còn có đoạn ngọn này nữa là mình sắp xong rồi các bạn. Thì tay cành mình nuôi thả và cắt nhiệt hết. Đấy các bạn xem những đoạn níp đầu đó thì mình cứ thả là xong mình cắt, xong mình thả xong mình cắt rất là nhiều đoạn thì hôm nay thì cây nó mới tương đối nó nó, nó bắt đầu nó vào cái cái hình dáng rồi. Còn cái cây này thì mình nuôi theo kiểu là À, tàn thiên nhiên nhưng mà mình nuôi theo tàn vân các bạn tức là nó sẽ chi rõ ràng những chi chi nhỏ đó, chi nhỏ từng cục rõ ràng chứ không có bị uh, dày một cục các bạn mình nuôi tàn thiên nhiên theo kiểu của thằng mã lai với thằng uh, đài loan các bạn thì tàn bánh nó là bánh nhưng mà bánh nó sẽ uh, to nhỏ khác nhau và nó sẽ nhỏ ra nhưng mà khi mà mình nhìn thì mình sẽ thấy uh, toàn bộ cái dàn uh, trước sau gì các, các bạn đều thấy cái dàn uh, xương à, chi rõ ràng và các bạn nhìn thấy đường thân à, rõ ràng đường thân rồi rồi là à, lá cành nó nói chung tổng thể là các bạn khi nhìn vô á, là các bạn sẽ thấy được à, thân cốt bệ đế rồi là à, các chi cành à, tàn tán rõ ràng nó không bị che lấp khi các bạn là à, chụp hình hay bạn các bạn quay phim hay các bạn nhìn á thế nào ví dụ như một cái cây mình nuôi bình thường thì mình sẽ à, lùm hết một cái lùm các bạn các bạn phải nhìn kỹ các bạn nhìn dưới lên các bạn phải thấy rằng xương nhưng mà nuôi theo phong cách này thì mình sẽ nuôi theo kiểu là xé xương là các bạn xé cho nó thoáng là và nuôi thả cắt nhật thì các bạn có thể thấy là nhìn đó, nhìn tổng thể thì các bạn nhìn hướng nào các bạn cũng thấy được các cái đường thân chi chạy rất là rõ ràng